Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào mọi người. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay con kính kể đến quý vị một mẫu chuyện với tựa đề là Phút giây này là đẹp nhất. Chuyện được kể rất là ngắn gọn và dễ thương như sau. Có một vị thiền sinh nọ tu thiền rất là miên mật nhưng mà chưa có ngộ đạo. Bữa đó vô tình đi trên chợ, xong cái đi ngang qua một cái chỗ bán hàng thịt, nghe một người mua nói với người bán á: anh hãy bán cho tôi miếng thịt ngon nhất. Người bán mới nói là người mua: ở trên cái bàn của tôi không có miếng thịt nào mà không nhất. Mới nghe câu đó, vị thiền sinh hót nhiên đại ngộ. Ngộ gì? Ở đây ai ngộ vậy chưa? Hả? Anh ta ngộ gì trong đó vậy? Bán cho tôi một miếng thịt ngon nhất. Tất cả những miếng thịt trên bàn tôi đều là nhất. Bây giờ chúng ta nè, thầy hỏi cái hoa nào đẹp nhất? Cho thầy một cái coi. Thầy, hoa ngay trước mặt mình là hoa đẹp nhất. Cũng được. Nhằm có chút ngộ ngộ cho viên kẹo. Tại vì trước mặt mình là nhất phải không? Tại vì nó ngay trước mắt mình cho nó là nhất. Còn như nó ở xa, nếu như mà nó ba bông hoa nó ngang nhau thì hoa nào cũng hoa này. Tiếp được câu này là hay nè. Tại sao trước mặt mình cái mình thấy nó nhất? Càng này khó đỡ. Tại sao mình nó gần mình nhất cái mình thấy nó đẹp nhất? Gần mình nhất mình thấy nó rõ nhất. Nó gần mình nhất cái mình thấy nó rõ nhất. Tại sao mình thấy nó rõ nhất cái nó là nó đẹp nhất? Hả? Nó là hiện tại. Yes. Nó rõ hơn đi. Lúc đó mình chỉ chú tâm cho nó thôi. Tại sao mình chú tâm vào nó mà nó trở nên đẹp nhất? Mỗi khi nhìn cái gì á, một cái chú tâm nó sẽ tìm ra cái điểm đẹp nhất của nó. Bây giờ chẳng hạn đi, con nhìn thầy đi, nhìn vào mắt của thầy á. Cứ nhìn vào mắt của thầy để coi, mọi người cái thứ tự nhìn. Nhìn thẳng vào mắt của thầy á. Khi ánh mắt của chúng ta nhìn nhau, nó có cái năng lượng gì? Có không? Có. Sao không được? Mình nhìn vào đôi mắt của nhau thôi, mình nhìn một lát mình có cảm giác thương yêu nhau đó. Mình không có nói chuyện nam nữ gì chứ, nói chuyện loài người thôi. Khi mình nhìn trực tiếp vào mắt, vào đôi mắt của một người, tự động cái năng lượng của hai người đó xuất hiện. Như vậy cái hoa nó có đôi mắt không? Đôi mắt của nó là từng cánh luôn đấy. Nó xè tối đa ra, không gian của nó là rộng nhất. Mình nhìn toàn bộ trọn vẹn với sự có mặt của mình cho một đối tượng đó sẽ nở hoa ra. Nó đẹp không có phải bởi vì màu sắc, không có phải bởi vì hình tướng của nó. Nó đẹp là bởi vì không phải bản thân nó. Nó đẹp là bởi vì cái cách thức phẩm chất của cái nhìn của mình trọn vẹn vào nó. Yes. Tại sao mình nhìn vào đôi mắt của một người? Bây giờ trong đó cái năng lượng trong con người họ qua hết đôi mắt. Vậy mình cũng vậy. Giờ giả dụ mình nhìn cái tay của người đó đi, đâu có gì đâu phản ứng. Mình nhìn vào cái cuộc chỏ của họ đi, cũng có gì hết. Ở nhìn cái lưng của họ cũng có gì. Nhưng mình nhìn vào đôi mắt, nó có hai con điện chạm nhau à. Bởi vì sao? Tại sao? Bởi vì toàn bộ cái năng lượng của mình bỏ trong đôi mắt. Và khi cái năng lượng với một cái tầng độ sống nào đó, nó đi ra với một cái tầng độ sống đặc biệt nó bên ngoài kia qua đôi mắt đó, với một cái sự chú tâm đặc biệt của hai bốn đôi mắt nhìn nhau, một cái dạng năng lượng đặc biệt mở ra. Cái đó được gọi là truyền thông, được kết nối, được làm một, được trở về, được hiện hữu, được nhận ra. Nè, mình nhìn vào cái lưng của một người, cái người đó mà đi trong hàng trăm người, nếu người đó là người thương của mình thấy không? Mình thấy, tại đó mình thấy cái lưng của người thương mình. Đó, anh ấy kìa, cô ấy kìa.
tự động có lòng mình sao? Hoan hỷ. Mình nhận ra một cái gì đó ở trong hàng ngàn thứ. Và nếu như hai người đang đi trong một đám người đông trên đường vậy đó, cái tự động họ chạm mặt nhau, cái là sao? Wow. Cái wow đó nghĩa là gì? Nhận ra. Tôi nhận ra anh và anh nhận ra tôi. Cái nhận ra đó là gì? Là tình yêu biểu hiện. Khi mà ta hiện hữu, ta sẽ nhận ra từng sự hiện hữu một. Và cái nào nó hiện hữu rõ nhất, không phải bản thân nó, mà do cái sự hiện hữu trong ta đổ lên nó. Và thấy ta đổ lên cái nào, ta đổ trọn vẹn lên cái đó. À, cái đó nó chỉ là biểu hiện của sự có mặt mạnh mẽ nhất trong lòng ta. Thì cái đó nó đẹp là bởi vì ở trong ta đã đẹp rồi. Cái đẹp trong này đổ ra chứ không phải ngoài kia đổ vào. Khi mình ngồi đây với cái thân mình mà vững vàng, được gọi là sức khỏe. Với cái tâm mình cực kỳ vững vàng thì được gọi là lạc thú. Với cái cảm thọ mình vững vàng thì được gọi là tình yêu. Cực kỳ mà vững vàng thì được gọi là hạnh phúc. Với cái tâm mình mà vững vàng thì được gọi là hỷ lạc. Cực kỳ vững vàng, cực kỳ ổn thì được gọi là cực kỳ hạnh phúc. Ở cái mức độ hạnh phúc lên trên, nhiều khi hạnh phúc cái cảm giác đó mình khó diễn tả lắm. Có nhiều khi mình chẳng hạn như đơn thuần bình an nó một loại hạnh phúc. Nhưng mà nhiều khi có những cái loại hạnh phúc của cái tâm cực kỳ mạnh. Rồi khi cả cái năng lượng của cái con người mình thân tâm này mà nó vững vàng, thế được gọi là một cái loại siêu hỷ lạc. Ở trong thiền định thường mới chạm được cái đó. Mà nó vượt lên trên cái mức độ đó thì được gọi là cực kỳ siêu hỷ lạc, cực kỳ hạnh phúc. Giống như ít nhất là một sơ thiền, các cái trạng thái của thiền, cái năng lượng là một. Thì khi mà cái thân tâm này nó đang ổn thì thế giới ổn. Với cái năng lượng ổn, đẹp, hạnh phúc của trong người đó, nó đổ ra bên ngoài qua cái mắt. Thì mắt nhìn cái gì thì cái đó chỉ là biểu hiện của năng lượng lòng thôi. Hiểu chứ? Khi nó nghe thì cái năng lượng đó qua cái nghe, và cái đối tượng nghe nó cũng đẹp giống như vậy. Cho nên con người của mình không có phải đi tìm cái gì bên ngoài đổi ra cho cực, có hết trơn á. Khi mà mình tạo ra một không gian sẵn sàng cho cái thứ trong lòng mình nó biểu hiện ra, cái thứ đó nó sẽ làm cho mọi thứ ở bên ngoài kia theo ý nó muốn. Đó. Mình có cái thân này nè, và mình có cái tâm này, mình muốn cái thân tâm này làm việc chống đối lại mình hay là phục vụ cho mình? Phục vụ cho mình. Nhưng mà mình chưa có sẵn sàng, mình chưa có tìm ra đâu là cái keyboard của cái computer thân tâm này, mình chưa tìm ra đâu là cái vô lăng lái cái xe thân tâm này, mình chưa tìm ra đâu là cái nút bật cái ánh sáng trong căn phòng tối om này, mình chưa tìm ra. Một khi mình tìm ra được, mình bật lên thì cái ánh sáng đó nó nhìn vô cái gì thì cái đó nó sáng lên. Cái thân tâm là một cái chiếc xe, mình thích lái đâu mình lái. Yes. Khi cơ thể mình, cái cảm thọ mình, cái tâm của mình, toàn bộ cơ thể này của mình mà mình có thể sắp xếp theo ý mình muốn thì mình đi vào địa ngục có chuyện gì không? Không. Yes. Thành công không có nghĩa là được ai đó công nhận theo cách xã hội nhận định. Thành công có nghĩa là anh đi một cách vững vàng và bình yên qua lòng địa ngục. Yes. Trái đất này đang chao đảo, lòng người chao đảo hơn thua. Thành công tức là ta vững vàng giữa cái chao đảo hơn thua đấy. Và trong này chứ làm gì có ngoài kia vững. Cho nên phút giây này là đẹp nhất. Tức là không có cái nào mà không nhất. Cái nhất đó không phải ở ngoài kia phân biệt so sánh hơn thua giàu nghèo nam nữ đúng sai. Cái nhất đó là ở trong lòng chúng ta. Ở trong lòng của chúng ta nó chưa bao giờ có một cái sự phân biệt hết á. Trong lòng chúng ta là bình đẳng, xả niệm, thanh tịnh địa, mọi pháp là như nhau. Như nhau là khi nào? Khi tâm của chúng ta không còn cao thấp. Thế còn lại là cái tự tánh, giống như cái không gian này. Cái tĩnh lặng bao la này làm như có cái chuyện mà hơn thua so sánh, đúng sai. Chỉ có cái nhà hay cái chùa, cái hình tướng này hay hình tướng kia, nó sinh lên một khoảng thời gian rồi nó diệt đi vĩnh viễn và vô tận. Còn cái không gian này thì chưa có cái gì sinh và diệt hết trơn. Cái đó chính là cái nhất. Cái nhất chính là
cái không có phân biệt chính là cái bình đẳng, chính là cái trung đạo, chính là cái phút giây hiện tại, chính là ở đây và bây giờ, chính là vượt ra ngoài thời gian, chính là phương trời ngoại. Cái đó ngay lúc này nè, ta lắng nghe. Hãy thử lắng nghe cái âm thanh của tiếng xe. Và cái âm thanh nó xuất hiện từ đâu? Từ cái tĩnh lặng của lòng mình. Chứ nếu mà lòng mình ồn ào, mình ngồi đây mình không nghe những lời thầy nói luôn á, chứ đừng nói chi mà nghe tiếng xe. Như vậy cái tĩnh lặng đó là cái bản chất thật ở trong con người của mình. Cái đó, cái nhất. Hãy lấy cái nhất đó ra xài. Và ngộ đạo tức là ngộ ra cái nhất đó. Và tu đạo tức là lấy cái nhất đó ra trong cái đời sống hàng ngày của mình để xài nó. Xài đến độ tối đa công sức được gọi là giác ngộ hoàn toàn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.